Con tên là gì? Trần Mai Thiên Ân. Rồi con mấy tuổi? Con 5 tuổi. Con 5 tuổi, con cầm con gì đây? Con cầm cái gì đây? Cầm con heo. Con heo để làm gì? Nhờ cha. Cho ai? Cho người giàu hay người nghèo? Cho các bạn nghèo. Cho các bạn nghèo thương chị em. Đây là bé Trần Mai Thiên Ân, 5 tuổi, góp con heo lại để tặng cho các bạn nghèo. Chúng ta đang ở trong mùa chay, và khi ta cho người khác của đời này thì ta biết rằng mình có được của cải ở đời sau. Khi ta không còn giữ cái gì cho sự sống đời này thì ta lại có chắc chắn được sự sống đời sau. Và Chúa nói, ai tuân giữ lời ta thì sẽ không phải chết. Mà tuân giữ lời Chúa là ngay từ đứa bé này đã giữ lời của Chúa. Chúa nói cái gì mà con làm cho một trong những người bé mọn nhất là con đã làm cho chính Chúa. Trong mùa chay chúng ta đã thực hiện hơn 4.000 phần quà để đi đến những gia đình nghèo, nhất là những người chất độc màu da cam, những người bị mù, những người khuyết tật, những em mồ côi. Và chương trình Bác Ái Mùa Chay Lòng Thương Xót sẽ thực hiện cho hết mùa chay này đến ngày thứ 6 tuần thánh, để chúng ta dâng hết tất cả lên cho lòng thương xót của Chúa và chuẩn bị để mừng đại lễ lòng Chúa thương xót bổn mạng của giáo điểm Tin Mừng. Và đại lễ lòng thương xót Chúa là đại lễ lớn vào ngày Chủ nhật thứ hai Phục Sinh, năm nay là mùng 8 tháng 4. Thì từ ngày đến ngày đại lễ lòng Chúa thương xót, chúng ta tiếp tục làm cái công việc này, công việc bác ái, để có những món quà mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Mừng đại lễ lòng Chúa thương xót không phải là chúng ta tổ chức ăn uống rước sách linh đình cờ quạt chống sách, nhưng mà mừng đại lễ lòng Chúa thương xót bằng cách là anh chị em bắt chước cái thằng bé này 5 tuổi mà biết gom lại làm bát ái tặng cho các bạn nghèo. Còn con có được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Trước tiên con về đây là để con tạ ơn Chúa, và con cảm ơn cha và cộng đoàn. Hiện con đang ở định cư ở Mỹ. Con ở bên Mỹ, con tên là gì, bao nhiêu tuổi? Thưa cha, con là Mai Thị Nga, năm nay con 46 tuổi, con ở Tiểu Đăng, Phát Sịch. Con được tạ ơn Chúa vì ơn gì con nói to lên cho mọi người nghe. Cha ơn của con thì nhiều lắm, nhưng mà con chỉ xin kể được ba ơn thôi, tại vì con sợ thời gian không có. Thưa cha, mới cách đây hơn một tuần, là hôm thứ hai tuần trước, má con hiện không, lúc đó là con đang ở bên Mỹ, nhưng má con thì đang hấp hối ở nhà, gọi điện sang thì bảo chứ Nga ơi, má con ơi, má sắp chết rồi. Ba kể liệt tới bấm huyệt và nói là má chỉ còn sống được vài tháng, vài tiếng nữa thôi. Nhưng con khóc nhiều lắm, nhưng con bảo chứ bây giờ là giờ 4 giờ sáng bên đó thì cha đang làm lễ, cho nên không mời cha làm sức dầu được. Cái con mới nói vậy thôi, giờ mấy chị em hiệp ý với nhau đọc kinh lòng Chúa thương xót cho má đi, rồi chờ cha ra rồi sức dầu. Cái lúc đó thì cả mấy chị em con đều hiệp ý lệnh đọc kinh lòng Chúa thương xót luôn. Mà lúc đó từ đầu cho đến cuối con vừa đọc con vừa khóc nhiều lắm. Và con không dám mở mắt ra con nhìn Chúa luôn, bởi vì con sợ vì Chúa cất má con đi. Khi mà con đọc kinh vừa xong rồi cái là con gọi điện về nữa, thì ngay lúc đó luôn thì bên Việt Nam cũng vừa đọc kinh xong, thì con mới hỏi chứ là vậy rồi má sao rồi, thì có mở hình lên cho con coi. Thì con mới thì các ban kể liệt á mới rờ người má con. Thì trước đó thì má con thì chân tay lạnh hết rồi, chỉ còn có mỗi tiếng trên mặt là thở nấc thôi đấy. Cái thì lúc mà đọc kinh vừa xong thì các ban kể liệt thì nói là cảm ơn Chúa thì bà đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi, giờ người bà đã ấm lại rồi, và sắc mặt bà đã hồng lại.
Cho nên con cảm ơn Chúa, và hiện giờ má con còn đang nằm cấp cứu ở bệnh viện, nhưng nằm hơn một tuần nay, nhưng mới ngày hôm qua thì chị con gọi điện về thì nói là chị đang tập cho má là rút oxy ra và đang tập cho má đi nữa. Chị cũng cảm ơn Chúa là cái đó là ơn mới nhất của con. Rồi, ơn thứ hai. Dạ, còn ơn thứ hai đó là chuyện tình của con. Đó là năm 18 tuổi con có bầu con gái của con. Đó là tụi con quen nhau thôi, tụi con chưa có làm đám cưới. Nhưng mà anh đó có diễn đi nước ngoài cho nên không thể cưới con được. Cho nên để con lại. Và khi mà con báo cho ảnh biết tin là con có thai từ 4 tháng thì ảnh không thể ngần ngại gì hết và nói với con một câu mà con buồn lắm. Anh nói là thôi bỏ đứa bé đi. Cái con mới bảo chứ thì thôi anh đi về đi mà suy nghĩ lại, rồi mai lên trả lời cho em biết. Vậy là mấy ngày sau anh lên thì anh mới nói với con một điều, một câu là bây giờ chỉ một trong hai thì em phải chọn một thôi. Và con đã nói, và anh đã nói với con là bây giờ một là chọn bố, hai là chọn con, thì chỉ một trong hai được, chỉ chọn một thôi. Cho nên con không cần suy nghĩ luôn. Con bảo chứ bây giờ con rất là nghèo, nhưng bây giờ á, thêm một đứa con nữa, đó là hồng ơn và món quà mà Chúa ban cho tất cả những người đàn bà như chúng con. Không phải ai cũng muốn sanh con được, cho nên con bảo chứ dù nghèo thì có mấy con cũng phải bảo vệ đứa bé. Thì thôi bây giờ á, anh là con trai lớn thì anh cứ việc đi báo hiếu bố mẹ đi, rồi sau này á, anh có thể anh xin nghĩ lại, thì anh nghĩ lại mẹ con tôi thì anh quay về. Vậy là ảnh quyết định, ảnh nói với con một câu là bảo cô để thì cô ráng chịu. Và là con tuyệt vọng lắm, con khóc nhiều lắm, con nhiều lúc con chỉ muốn cô chết đi để cho khỏi phải suy nghĩ nữa. Nhưng mà con cảm thấy được gia đình con rất thương con, không hề ra la rầy con. Mà thời điểm đó năm 91, thời điểm đó ai mà có bầu mà không có chồng á, xấu hổ lắm, xấu hổ cả chồng họ luôn chứ không phải là như bây giờ đâu. Cho nên hả, con cũng phó thác và ngày nào con cũng đi lễ, cũng thầy cũng vì cái thời gian đó là con hay đi ca đoàn á, con đi ca đoàn từ bé, từ ca đoàn bé cho tới ca đoàn lớn luôn. Cho nên hả, con nghĩ là chắc nhờ ơn Chúa che chở bảo vệ con, cho nên hả, con mới còn được ngày hôm nay. Và con đã chết đi sống lại, con đã tìm đến cái chết rồi nhưng Chúa vẫn bảo vệ con. Đó là, mà hiện bây giờ thì bố của bé cũng suy nghĩ lại. Nhưng mà có một điều là ông nội của bé, khi mà con sanh em bé ra được 4 tháng, đúng được 1 tuần, thì ông nội bé mới trốn bà nội lên thăm con gái con. Thì nói là ông thương con lắm, mẹ con lắm, nhưng mà ông không biết làm cách nào để bảo vệ mẹ con. Thì ông hứa ông sẽ làm tròn bổn phận. Khi con gái của con được 18 tuổi thì bé được bố bảo lãnh sang Mỹ. Và khi con gái con sang Mỹ được đúng 5 tháng thì ông nội mất. Con nghĩ đó là cái tâm nguyện của ông nội đã hoàn tất. Cho nên rồi, và đừng là cuối cùng. Dạ ơn cuối cùng đó là con trai của con hiện đang ở đây. Là khi mà coi như là con giúp bác cái bố của bé bé gái trước á, thì dạ vâng, rồi sau này con gặp được một người bố. Bây giờ thằng cái này là ơn được ơn gì nói cho mọi người thôi, nói được ơn gì. Dạ vâng, là coi như là con sẽ thai 5 lần, trong 3 năm con sẽ thai 5 lần, nhưng mà có một lần là bị cắt thai ngoài tử cung nữa, cho nên bác sĩ nói là chỉ còn 50-50 thôi, cho nên cũng khó đậu thai lắm. Nhưng mà về sau này 2 năm liền luôn con lại không đậu thai nữa. Cái tới năm 2011 cha về giáo xứ Hưng Bình là địa phận giáo hạt Cái Kiệm á. Vì con có đi lễ thánh lễ đó và con có hát trong thánh lễ đó luôn. Vậy là cha đặt tay cho con và con có nói với cha là con đã sẽ thai 5 lần, xin cha đặt tay cầu nguyện cho con để con được giữ được thai, đậu được thai. Vậy là tháng 11 cha đặt tay thì tháng 12 là con đậu thai luôn. Và đây là bé là sinh ngày 2 tháng 8 năm 2012, là đúng như là ngày cha đặt tay con luôn.
con sắp về bên Mỹ để gửi tặng cho con món quà đặc biệt nhất, đó là ảnh lòng Chúa thương xót. Con thỉnh Chúa về để con đến nước Mỹ con loan truyền cho mọi người về lòng Chúa thương xót. Này, đổi con, để đổi cho con đưa cha cái con heo cho cái máy chị con. Chưa. Rồi, đây. Đây, đứa heo đây, rồi, đổi tặng cho cái máy nha. Rồi, đây là cái cuốn sách Con đường tín thác. Cái con đường tín thác là con đường mà con đã đi từ hồi 18 tuổi. Nếu không tín thác vào Chúa thì con đã phá thai. Nếu không tín thác vào Chúa thì con đã tự tử. Rồi nếu không tin thác vào Chúa thì con không có được ngày hôm nay con trở về đây để làm chứng cho Chúa. Đó là con đường tín thác. Biết bao nhiêu dân chuẩn, anh xem nghe cô ấy kể cuộc đời của cô Liễu. Biết con tên gì? Dạ. Con tên gì? Con có con hả? Con tên là Mai Thị Nga. Mai Thị Nga, không có giống gì là cái cải lương là đời cô Liễu. Nên là đời cô Nga. Cũng... dàn chuẩn cũng đi lâm đi và bi đát lắm để gửi tặng cho anh cái bóc khóa lòng Chúa thương xót để về lái xe hơi nha. Đây là chuỗi lòng Chúa thương xót và đây là kết quả chuỗi sách. Rồi đây là đủ hết chưa? Rồi sách đĩa ảnh chuỗi máy. Rồi xin Chúa chúc lành cho mẹ con của con đi về Mỹ và tiếp tục loan truyền cho mọi người lòng Chúa thương xót. Rồi con đi tiếp tục loan truyền lòng Chúa thương xót đem về Mỹ gửi tặng cho loan truyền lòng thương xót đến Mỹ nhé, nhớ không? Rồi,